côn đồ làm bảo vệ vũ trường thành công an xã đánh nam sinh tử vong ra tòa đập bàn đập ghế xin chào các bạn đang theo dõi pkt kênh tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng công an xã nhưng có máu côn đồ từng làm bảo vệ vũ trường đánh nhau với giang hồ dù đồng nghiệp cùng bạn đánh một nam sinh tử vong ra tòa vẫn dở tính côn đồ hung hăng đập bàn ghế tòa án để phản ứng hội đồng xét xử trong video này chúng tôi xin phép được thay tên của nhân vật để tôn trọng cuộc sống của những người ở lại. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Công an xã đánh học sinh lên bờ xuống ruộng. Lê Tấn Khỏe sinh năm 1999, chú xã Vạn Long, con trai ông Lê Văn Dũng, công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có mâu thuẫn với nhóm của em học sinh Tu Ngọc Thạch, sinh năm lớp 9 ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh nên tìm cách trả đũa. Vào chiều ngày 29 tháng 12 năm 2013, thấy em Thạch được anh trai chở trên xe đạp đi ngang qua quán nước đối diện Ủy ban nhân dân xã Vạn Long, Lê Tấn Khỏe bèn cầm một vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh đuổi theo và ném vào chúng khiến Thạch ngã xuống đường. Biết khỏe là con trai ông Dũng làm công an viên xã, Thạch được bạn bè chở đi tìm khỏe để giải hòa. Thông tin này đến tai Lê Minh Phát và Lê Văn Tâm. Cả hai cùng là công an viên xã Vạn Long làm chung với ông Lê Văn Dũng, bố của Lê Tấn Khỏe. Cho rằng nhóm của Thạch tìm đến Khỏe để đánh nhau, Phát liền đi báo cho ông Dũng biết. Trong khi đó Lê Ngọc Tâm theo dõi nhóm của Thạch và điện thoại báo cho Phát để nhóm của Thạch đang đi về phía đường 2 tháng 9 giáp danh giữa xã Vạn Long và Vạn Phước. Nghe vậy, Phát bèn chạy xe máy đuổi theo. Khi Thạch bỏ chạy, Phát rượt đuổi theo và vật ngã Thạch xuống ruộng lúa nước nhưng Thạch vùng vẫy và chạy thoát được. Khi Phát chạy lên đường thì thấy anh Huỳnh Trung Thắng, phó trưởng công an xã Vạn Phước đi xe máy tới nơi. Thắng chở Phát đi tìm Thạch. Lát sau Thắng nghe có người nói Thạch đang núp ở bụi cây dưới lề quốc lộ 1 nên yêu cầu Phát xuống đó bắt người. Khi Phát xuống kéo em Thạch lên liền chống cự, hắn bèn vung tay và khống chế Thạch bằng còng số 8. Còng Thạch lại. Khi kéo Thạch lên đường thì Thạch chống cự nên Phát tiếp tục xử lý mạnh tay với Thạch. Tiếp đó Tâm dùng xe máy chở Phát kẹp Thạch ở giữa về Công an xã Vạn Long. Trên xe máy tiếp tục chút giận lên Thạch cho đến khi về đến trụ sở công an xã. Tại đây Phát tiếp tục tra hỏi Thạch tại sao làm vậy, vốn là một võ sĩ quyền Anh, những cú ra tay của Phát có lực rất mạnh. Đến tối cùng ngày, Công an xã Vạn Long gọi điện yêu cầu người nhà của Thạch đến trụ sở công an, viết giấy bảo lãnh và đưa cho Thạch về. Thạch kể với anh em trong gia đình rằng bị Phát chút giận dùng cả mũ bảo hiểm để hỏi tội. Đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 2013, Thạch Ngất Xỉu được đưa đi cấp cứu. Đến sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì tử vong. Giám định pháp y kết luận Thạch tử vong do tác động ngoại lực. Việc Thạch tử vong bất thường sau một ngày bị Lê Minh Phát tác động từ dưới ruộng cho tới trụ sở công an xã gây xôn xao dư luận. Lý lịch nạn nhân được xác định như sau, tên thật Tu Ngọc Thạch, sinh năm 1999, quê quán xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Chiều ngày 1 tháng 1 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Khỏe để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng ngày, hai công an viên của xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh là Phát và Tâm bị đình chỉ công tác để điều tra vụ án. Công an xã có máu côn đổ, Liên quan đến vụ việc em Tu Ngọc Thạch nam sinh tử vong bất thường vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, ngày 16 tháng 1 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vạn Ninh đối với Lê Minh Phát, công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh về tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy vào ngày 29 tháng 12 năm 2013, Phát có sử dụng nắm đấm để nói chuyện với Thạch. Công an xã Vạn Long không cử Phát đưa em Thạch về trụ sở để làm việc mà Phát tự ý thực hiện nên đây không phải là thi hành công vụ. Từ đó xác định lý lịch hung thủ như sau: tên thật Lê Minh Phát, sinh năm 1990, quê quán xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nghề nghiệp công an viên xã. Lê Minh Phát có gương mặt gầy gò trông khá bặm trợn. Trong phiên xử sơ thẩm lần 1 vào giữa tháng 11 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phát 6 năm, 9 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật sau khi tuyên án tại phiên sơ thẩm lần 1, Pháp tỏ rõ sự bực bội, bản chất quân đồ của hắn cũng lộ rõ khi hung hăng đập bàn ghế tòa án để phản ứng hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh. Khánh Hỏa, người dân xã Vạn Long bàn tán cho rằng đây là hậu quả tất yếu của một kẻ có máu giang hồ được tuyển dụng làm công an viên. Theo hồ sơ vụ án, sau khi học xong lớp 12, Lê Minh Phát vào Nha Trang học võ và trở thành đệ tử ruột của một võ sĩ nổi tiếng ở thành phố này. Tại tòa, Phát cũng khai mình từng là võ sĩ quyền Anh và ủ su trong câu lạc bộ võ thuật tỉnh Khánh Hòa, giành huy chương vàng quyền Anh vô địch tỉnh năm 1998-1999. Trong thời gian sống ở Nha Trang, Phát làm bảo vệ cho một vũ trường. Cuối năm 2011, khi đang làm bảo vệ vũ trường, Phát sinh mâu thuẫn đánh nhau với một nhóm giang hồ, làm một thanh niên bị thương, lo ngại bị trả thù, Phát trở về quê ở huyện Vạn Ninh. Thời gian đầu, Phát không về nhà ở xã Vạn Long, mà ở nhà của một người quen ở thị trấn Vạn Giã, Đầu năm 2013, Phát được trưởng thôn Hải Triều đưa vào tổ tự quản. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2013, Phát được ông Võ Văn Hòa, trưởng công an xã Vạn Long tuyển dụng làm công an viên thường trực. Chưa đầy 2 tháng sau, Phát ra tay khiến Tu Ngọc Thạch tử vong. Một lãnh đạo công an xã Vạn Phước, lân cận Vạn Long cho biết thời điểm xảy ra vụ việc em Tu Ngọc Thạch tử vong, vụ đánh nhau giữa Lê Minh Phát và nhóm thanh niên ở Nha Trang vẫn chưa giải quyết xong. Biết khá rõ về Phát, vị lãnh đạo công an xã này nói, không thể hiểu nổi một người như Phát lại được tuyển vào làm công an viên thường trực. Ông Võ Văn Hòa, trưởng công an xã Vạn Long nói về lý do tuyển một người có máu côn đồ như Phát vào làm công an viên. Tôi không nghe, đó là chuyện người ta nói, còn địa phương thì làm theo quy định. Việc tuyển Phát làm công an viên là căn cứ và pháp luật, chứ tôi không có thẩm quyền. Sau phiên tòa ngày 14 tháng 11, người dân xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh bàn tán rôm giả về kẻ có máu côn đồ như Phát. Khi nghe nhắc chuyện Phát vừa ra tòa, nhiều người dân xã Vạn Long thốt lên. Thằng này không ở tù mới lạ, Bà Lan, ngụ thôn Long Hòa, xã Vạn Long cho hay, lâu nay cả xã ai cũng biết Phát là thằng côn đồ, bậm bãi. Đám thanh niên ở đây ớn nó lắm vì nó rất hung hăng lại có võ. Từ khi nó làm công an, hầu như nó chẳng sợ ai. Chắc người ta lấy độc trị độc, cho nó làm công an để trị lại đám thanh niên quậy phá. Một số người dân địa phương cho biết trước khi tham gia tổ tự quản rồi làm công an viên, phát cầm đầu một nhóm thanh niên thôn hải triều nơi phát cư ngụ thường xuyên đánh nhau với nhóm thanh niên thôn ninh thọ nguyên nhân chỉ vì giữa phát và hai thanh niên thôn ninh thọ xích mích nhau sau một lần va chạm xe không ít lần ban đêm phát kéo cả đám thanh niên đến xã vạn phước lân cận gây gỗ đánh nhau và được công an địa phương ngăn chặn giải quyết Nói về hành động côn đồ của phát tại tòa, ông Ngô Văn Phước, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh Khánh Hòa cho biết, hành động của Lê Minh Phát đạp ghế tòa án để bày tỏ thái độ sau khi nghe tòa tuyên án là hành vi coi thường pháp luật. Qua đó người ta càng hiểu rõ bản chất của con người anh ta thế nào. Trước kia anh ta là công an viên, là người bảo vệ pháp luật, giữa sự công bằng cho pháp luật, mà bây giờ lại bày tỏ như thế thì người ta sẽ đánh giá con người anh ta qua hành vi đó người ta có quyền nghĩ bây giờ mà nó còn sư xử được như thế kia thì việc nó đối xử với những người khác như thế nào. Và chuyện đó khiến một mạng người ra đi là chuyện có thật. Hành vi đó càng làm rõ thêm bản chất con người anh ta. Một công an viên xã Vạn Long bức xúc khi nhắc về Phát. Hồi mới làm công an viên khi đang làm việc với một nhóm thanh niên. Bất ngờ Phát thoi mấy cú làm người này ngã nhào 3-4 mét. Thế vậy một số anh em đã vào can ngăn. Còn theo một cán bộ xã Vạn Long, khi đến cơ quan làm việc, Phát ít khi mặc đồng phục công an xã, thế nhưng mỗi khi chở hàng cho đại lý mua bán hải sản của gia đình, Phát đều mặc đồng phục công an xã. Xét xử đi xét xử lại vụ án. Vụ công an xã đánh nam sinh tử vong được xét xử lên xuống nhiều lần kéo dài trong nhiều năm. Trong phiên sơ thẩm lần 1 vào giữa tháng 11 năm 2014, tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh tuyên phạt một bị cáo Lê Minh Phát 6 năm 9 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật. Hai bị cáo Lê Tấn Khỏe 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bà bị cáo Linh Ngọc Tâm 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt giữ người trái pháp luật. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai bị cáo phát và khỏe đều làm đơn kháng cáo. Về phía người nhà em Tu Ngọc Thạch cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xử tội danh nặng hơn đối với bị cáo Lê Minh Phát cùng tội danh đối với bị cáo Linh Ngọc Tâm với vai trò đồng phạm giúp sức. Giữa tháng 1 năm 2015, phiên tòa phúc thẩm phải hoãn vì vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng. Tới giữa tháng 2 năm 2015, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại hoãn lần 2 phiên xử phúc thẩm vụ án Lê Minh Phát, nguyên công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa, phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến một nam sinh tử vong. Ngày 24 tháng 3 năm 2015, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ học sinh Tu Ngọc Thạch tử vong sau khi làm việc với công an xã để điều tra lại từ đầu. Theo viện kiểm sát vụ án còn nhiều nội dung tình tiết quan trọng chưa được làm rõ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể bổ sung được. Giữa tháng 3 năm 2016, phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai xử vụ án cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật đã diễn ra. Theo bản kết luận giám định pháp y, thạch tử vong do tác động ngoại lực hoàn toàn phù hợp với tác nhân là vật tay tác động tương hỗ vào vùng đầu. Tại tòa bị cáo Lê Tấn Khỏe khai nhận dùng vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh ném về phía nạn nhân về phía Phát, gã khai đã dùng tay chân gây án. Hai phiên tòa trước đây Phát không thừa nhận sử dụng mũ bảo hiểm dù nạn nhân từng kể với gia đình bị Phát dùng mũ đánh người. Song tại phiên tòa lần này, đầu tiên Phát khai có dùng mũ bảo hiểm ném trúng lưng thạch khi truy đuổi thiếu niên này. Ngày 18 tháng 4 năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lại vụ án cố ý gây thương tích khiến em Thạch tử vong vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên, phiên tòa lại được hoãn để bị cáo khỏe và gia đình làm các thủ tục mời luật sư bảo chữa. Ngày 9 tháng 5 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm lần 3 công an viên Lê Minh Phát. Vụ án gây phẫn nộ trong dư luận một thời gian dài vì hành vi bắt giữ người ra tay tàn nhẫn của ba công an viên với một nam sinh không có khả năng tự vệ, không chống trả. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án hai bị cáo trong vụ công an đánh em Tu Ngọc Thạch tử vong. Theo án tuyên, 1. Lê Minh Phát, 28 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long bị phạt 7 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, cộng với bản án 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật đã có hiệu lực trước đó. Tổng hợp hình phạt mà Phát phải thi hành là 8 năm 3 tháng tù. Hai bị cáo Lê Tấn Khỏe, 18 tuổi, chú xã Vạn Long, Vạn Ninh, bị tòa tuyên 2 năm 8 tháng và 7 ngày tù, đúng bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giảm. Về phần dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa buộc phát phải bồi thường 105 triệu đồng, đúng bằng số tiền bị cáo và gia đình đã đưa cho người thân nạn nhân, buộc cha mẹ của khỏe bồi thường 105 triệu đồng cho gia đình bị hại vì lúc phạm tội bị cáo chưa thành niên, hiện không có tài sản riêng. Mức án đề nghị trên chỉ bằng mức án mà Lê Minh Phát đã bị tuyên trước đó dù đây đã là phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba. Xét xử vụ án gây bức xúc trong dư luận. Là một công an viên, lẽ giả Phát phải là người hiểu rõ pháp luật và làm đúng luật. Nhưng hành động của hắn lại đi ngược lại. Lê Minh Phát phạm tội với tình chất côn đồ, rất nguy hiểm. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án côn đồ làm bảo vệ vũ trường thành công an xã? Có máu giang hồ đánh học sinh tử vong kể trên hay không? Bạn muốn đây làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù người tiếng mỗi ngày trên pkD